Hãng hàng không Vietnam Airlines đã điều chỉnh kế hoạch khai thác bay các chuyến bay trong ngày 17 tháng 7. Cụ thể, các chuyến bay giữa Hà Nội và Hồng Kông, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Kông ngày 17 tháng 7 sẽ lùi khởi hành 7 tiếng. Chuyến bay từ Đà Nẵng đi Incheon, Seoul, Hàn Quốc sẽ hạ cánh ở Incheon muộn 45 phút so với kế hoạch. Giờ khởi hành từ Đà Nẵng không đổi. Chuyến bay từ Đà Nẵng đi sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản sẽ hạ cánh tại Narita muộn 25 phút so với kế hoạch. Giờ khởi hành từ Đà Nẵng không đổi. Hãng hàng không Vietjet cũng vừa thông báo sẽ thay đổi lịch bay khai thác một số chuyến bay trong vùng ảnh hưởng bão số 1, một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền. Các hãng hàng không cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng theo đúng chính sách. Các hãng cũng khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi thông tin bão, kế hoạch khai thác và thông báo của các hãng hàng không để chủ động lịch đi lại. Khu quản lý đường bộ 1 cho biết, khi có gió từ cấp 10 trở lên, các cầu vượt biển khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ buộc phải tạm đóng, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Khu quản lý đường bộ 1 cũng vừa có công điện gửi các đơn vị liên quan, Sở Giao thông Vận tải, các địa phương ứng phó bão số 1, trong đó tất cả các đơn vị phải cử người túc trực 24/24 giờ, thiết lập đường dây nóng để kịp thời ứng phó các sự cố khẩn cấp do ảnh hưởng bão. Ngoài các cầu vượt biển, các điểm tuyến đường bộ xung yếu trong đất liền, khu vực phía Bắc cũng được giám sát, sẵn sàng người và phương tiện để ứng cứu sự cố, khắc phục thiệt hại do bão gây ra nhanh nhất, đáp ứng lưu thông thông suốt của các tuyến đường. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN yêu cầu tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết, tập trung chỉ đạo kiểm tra, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai gây ra. EVN cũng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt là các điểm xung yếu, đặc biệt cần bố trí lực lượng để xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, công ty Truyền tải điện được yêu cầu tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, đường dây, trạm điện và có phương án xử lý kịp thời. Đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng, cần phải có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp, đảm bảo vận hành an toàn liên tục. Không chỉ EVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV cũng yêu cầu các đơn vị có vận tải thủy thông báo, yêu cầu di chuyển ra khỏi vùng có gió giật mạnh, neo đậu chắc chắn tại nơi trú bão, đảm bảo an toàn cho phương tiện và tài sản hàng hóa. TKV đề nghị các đơn vị triển khai rà soát kỹ lưỡng các sườn địa hình đồi, sườn dốc, xung quanh và phía sau các công trình đang xây dựng kho, nhà xưởng, văn phòng, nhà điều hành, công trình gần sườn dốc để phát hiện các nguy cơ dễ gây sạt lở đất, không đảm bảo an toàn. Tổng công ty Điện lực TKV triển khai các phương án đảm bảo an toàn cung cấp điện, dự trữ than cho các nhà máy nhiệt điện, thực hiện đúng quy trình vận hành xả lũ liên hồ chứa, đảm bảo an toàn khu vực hạ du thủy điện.